Okay. Now continue our lesson today. Mình tiếp tục bài học hôm nay các bạn nhé. Mình sẽ học let's learn communication, okay? Mình sẽ học bài giao tiếp các bạn nhé. Let's learn communication, okay? Okay. Let's learn topic number four. Okay, today's bốn nào. Are you good at math? Okay. Remember with the R question, your voice goes up by the end. Yes, no questions. Okay. Còn ghi bài nhá. Please write now. Okay, còn ghi bài nào. Lưu ý này. Notice. Four. Yes, no questions. Your voice goes up in the end of the question. In the end of the question, okay? Or in the end, okay? Nghe đối với cái những câu hỏi yes, no. Nhưng mà đối với những câu hỏi no thì chúng ta lên giọng ở cuối. Những câu hỏi yes no thì là những câu hỏi bắt đầu là gì ạ? Là những câu hỏi bắt đầu bằng do, does, is or are. Was, were, chẳng hạn, ok. Và đứt chẳng hạn. Etc, ok. Chẳng hạn. Ok. Con đã hiểu chưa nhỉ? Nếu bạn đã hiểu thì comment là I got it nào. Ok, please comment I got it. Nếu bạn đã hiểu thì hãy comment là I got it. Please comment I got it. Nếu bạn đã hiểu. Ok, please comment I got it. Are you good at math? Ok. Mình sẽ học câu này nhé. Are you good at math? Bạn có giỏi toán không? Are you good at Are you good at math? Bạn có Bạn có giỏi Are you good at math? Okay. Repeat after me. Cố lắng nhắc lại cái này nhé. Are you good at math? Bạn có giỏi toán không? Thầy hướng dẫn các bạn Mọi người có chút để trả lời nhé. So I will guide you a structure. Ok. Bạn dùng cái này. Well.
am good at many things. Success. Đấy, các bạn liệt kê ra. I'm good at many things such as. Okay. Tôi giỏi rất là nhiều thứ chẳng hạn như là đấy, mình có thể liệt kê. Okay. To be honest, I am also good at hoặc là math. Nếu trả lời yes nhé, bạn ghi lại cấu trúc nào. I'm good at many things. Hoặc là thay từ good, hoặc thay cái I'm great, thay good or great nữa. And math because, bởi vì sao đó? Đấy. Tôi giỏi rất là nhiều thứ chẳng hạn như là đấy. Gọn liệt kê ra. Bởi vì sao ạ? Ok, thầy xin mời bạn trả lời nào. Please answer my question, okay? Let's see. Hoàng Đức and Yến Ly, please answer my question, okay? Còn nhớ cấu trúc này nhé. Well, I'm good at many things such as. Well, I'm good at many things such as to be honest. No, success thì mình phải liệt kê ra. Success là cái gì? Có những cái gì? With Vietnamese math, Ok. PE, Ok, Ok, to be honest. Và thêm vào, to be honest. honest. I also great at math because Because tôi rất là yêu toán, toán but because makes me when me nó hữu dụng cho tương lai. You say it's useful for my future. useful For my for my future future. Ok. Hữu dụng này. Cho tương lai của tôi, tương lai. Ok. Good. Thank you. Ok, how about you, Yenli? You're welcome. Good. Yenli, answer me. Yenli trả lời nào. Are you good at well math? well I am good at many things Many such as things. many things such as English, literature, Okay. honest. To be honest, I am also great at Great. math. Okay, man. Great at. Great at math. Okay. Because I think math is an interesting Okay. subject and I love it. It's useful for my future. I'm trying to useful Useful for my future. for my future. Okay, very good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Yeah. Viết bài rồi. Okay, good. Hữu khoa. Okay. Are you good at? Okay, thân bây giờ thầy hỏi câu khác nha, câu tiếp theo nào. Và con dùng cái câu trúc này trả lời nhá. Okay, do you all? Okay, không, nếu là có lúc sau này câu trúc khác thôi, trả lời câu này. Are you good at math? Đúng không? Wow, cả lớp nhắc lại nào. Wow. Well, I am good at many things, just such as PE, IT, English. Okay, very good. Okay. To be honest, To be honest. I am also great at math because it made me interesting when I learned it. Yeah, it is an interesting subject, okay?
Nó là một môn học thú vị thì các bạn có thể nói là because it is very, a very interesting subject. Okay, it is a very interesting subject. Okay. Yeah. Thank you, Hu Hua. My brother. Okay. Okay. Đấy. Các bạn nhớ ghi lại cấu trúc này nhá. Please write down. À này. Tôi cũng giỏi nhiều thứ này. Nhiều thứ này. Chẳng hạn này. Ok. To be honest, trung thực này. Ok. Right. Con ghi xong bài nhỉ? If you are finished, please comment done already. Đã xong chưa? Please comment done already. Con comment đã xong thì con đã xong. Okay, please comment done already. Okay. Một đã xong rồi, comment done already. Okay. Next one. Daily routine. Okay, mình sắp sang chủ đề mới nè. Daily routine. Những thói quen hàng ngày. Daily means hàng ngày này. Okay, remember to learn the structures, okay, and use it in other situations, okay. Còn nhớ là dùng những cái cấu trúc của thầy trong những cái trường hợp khác nữa nhé. Thầy sẽ gọi ngẫu nhiên gọn nhé. Thầy sẽ gọi ngẫu nhiên Ngọc Trang, Tường An nhé. Daily routine. When do you usually get up in the morning? Okay. Câu hỏi là gì? When do usually get up in the morning? When do you usually get up in the morning? Khi nào bạn thường get up, thức dậy này. Vào buổi sáng này. When do you usually wake up in the morning? Okay. Đấy, các bạn có thể dùng cái cấu trúc là gì? Liệt kê ra như thầy. Okay. Listing. Okay. Gọi là kỹ thuật listing. Okay. Kỹ thuật listing, ok, liệt kê. Thế các bạn có thể là mình kể ra thì chẳng như là bạn nói là bạn dậy lúc mấy giờ này, when do you usually wake up in the morning, thì các bạn có thể chia ra chẳng vào okay, so in the weekdays and in the weekend, và các bạn có thể chia thành là gì ạ, trong tuần và cuối tuần chẳng hạn. Trong tuần mình dậy khoảng 6 giờ. For weekdays, I usually wake up at 6 a.m. And for the weekends, I usually wake up at maybe 8 a.m. chẳng 8 giờ chẳng hạn. Đấy. Và mình có thể là kể ra một chút là khi mà mình ngủ dậy thì mình làm gì đấy chẳng hạn. Ok. Còn nhá. Còn học cái kỹ thuật trả lời là tùy các bạn nhé. So you can say like, well, it depends. Okay. Well, it depends. Okay. À, nó còn tùy. Well, it depends. Okay.
Well, it depends. For weekdays, những ngày trong tuần. Usually, get up. Đấy, mấy giờ đấy chẳng hạn, okay. However, tuy nhiên, đấy, tuy nhiên bạn dùng những cái từ nối vào on the weekend. Usually get up at, đấy, chẳng mấy giờ đấy chẳng. Okay. Rồi mình sẽ after waking up. Bạn ghi bài nào? Usually do many things. Thời gian cuối lúc em không? Success chẳng hạn như là. Đấy, mình lại kế tiếp ra. Rồi bạn ghi bài nào? Okay. Bạn ghi bài cho thầy giải thích tiếp nhé. Bạn thách ghi cách xong chút nhé. Cho những ngày trong tuần này. Những ngày trong tuần này. Thức dậy, get up là thức dậy này. Tuy nhiên. Cuối tuần này. Rồi, tôi thường này. Dậy. Lúc mấy giờ đấy nhỉ? Ok. Right, now repeat after me. Ok, các bạn nhắc lại cho thầy nhé. Xin chào 79 các bạn đang tham gia học nhé. Very good. Ok. Let's say, for when I'm doing repeat after me. Okay, repeat after me. For weekdays. For weekdays. Tell me now. For weekdays. For weekdays, I usually get up at 7 a.m. 7 a.m. Chúng giọng chưa nào? Okay, repeat 7 a.m. 7 a.m. Phương Nguyên nào? Phương Nguyên bật cam lên nào. Hãy bật mic lên nào. Okay, Khang Hùng nào. Next one. However. However, H, đẩy ra cái bạn. However, however, on the weekend, on the weekend, on the weekend, your voice goes down. On the weekend, on the weekend, I usually get up at, get up at. Này các bạn dậy lúc mấy giờ nhỉ? Get up at what time? 7 a.m. 7 a.m. Okay. At 7 a.m. Yeah. Next one, tiếp theo. After waking up. After waking up. After, I usually. Okay. Khang Hùng và after. Khang Hùng một từ anh nhắc lại rồi. After F blow em. Cả lớp nhớ là F vừa phải 7. After waking up. After waking up. Okay. I usually do many things. Such as. Do many things. Things, seems to ask you. Things. Such as? Such as? Such as what? Chẳng hạn như là gì? Con làm gì? Sau khi ngủ dậy. Such as con làm gì nhỉ? Đánh răng là gì? Such as? I wash my teeth. No. Brushing my teeth. Okay? I'm brushing my teeth. Okay. Thảo Duyên nhắc lại nào. Ok, Thảo Duyên là tiếng Anh nào. Brushing. Brushing. My teeth. My teeth. What else? Gì nữa không nhỉ? What else? Còn gì nữa không? Đi học là gì nữa nhỉ? I go to school. Không phải going nhá, vấp vấp in các bạn nhớ phải thêm sau subject này, sau subject
Bạn ghi là 6 success. Thì thêm bấm mình. Thêm bấm mình ở bấm thêm đây rồi nha. Hoặc là going to school. Đi tới trường này. Ok, hoặc là gì ạ? Ăn sáng nói như này nhỉ? À, Duyên nhỉ? Ăn sáng là gì? Having, In my breakfast. having breakfast. Ok, ăn sáng. Ok, thank you, Thảo Duyên lên tiếng Anh, thank you. My My pleasure. pleasure, P blow out, ok, P bật hơi ra. My pleasure. My pleasure. Ok. Đánh này, răng này. Going to school, ok, đến trường này. Đến trường này hoặc là ăn sáng này. Ok. Ok, good. Các bạn có hiểu bài không nhỉ? Do you understand? Còn vừa làm comment là got it nữa, các bạn đã hiểu rồi. Please comment got it. Ok, nếu các bạn đã hiểu, hay comment là got it. Ok.